chương trình thời sự của đài phát thanh và, và truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016, trong chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh và truyền hình Long An gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Long An thu hút 26 dự án đầu tư. Tân Hưng tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn toàn quyện. Sau phần tin bạn Lê Quang, đài truyền thanh thành phố Tân An có ghi nhận về hội thao cờ vua. Cuối cùng là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Trong tháng 2, Long An thu hút 10 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài và 6 dự án đầu tư trong nước, với tổng nguồn vốn gần 16 tỷ đô la Mỹ và hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 4 dự án nước ngoài điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 7 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ngành nghề đầu tư chủ yếu vẫn là may mặc, sản xuất giải dệt kim, sản xuất nhựa, bia, khung thép nhà tiền chế và các loại thuốc bảo vệ thực vật, ước tính sẽ tạo thêm khoảng 1.000 việc làm cho người dân. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, Long An đã thu hút 26 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số dự án có vốn đầu tư nước ngoài tăng đến 20% so với cùng kỳ, với tổng vốn đầu tư trên 45 triệu đô la Mỹ, một tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế tỉnh nhà những tháng đầu năm ngoài ra các khu cụm công nghiệp cũng đã cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 25 ha đạt gần 10% kế hoạch so với chỉ tiêu năm 2016 đề ra là 250 ha sau hơn 17 năm thành lập khu công nghiệp đến nay các khu công nghiệp trong tỉnh đã thu hút được hơn 1.000 dự án còn hiệu lực thuê lại hơn 1.600 ha đất và gần 900 m2 nhà xưởng hiện nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài rất dễ xảy ra các vụ cháy nổ vì thế, để kịp thời đôn đốc nhắc nhở các cơ quan doanh nghiệp và các xã thị trấn quan tâm và chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống cháy nổ huyện Tân Hưng tiến hành kiểm tra công tác này trên địa bàn toàn huyện. Tại mỗi nơi đến, đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách kế hoạch của các cơ quan doanh nghiệp và địa phương, đồng thời kiểm tra thực tế trang thiết bị phòng chống cháy nổ như các bình chữa cháy, vận hành máy chữa cháy nhìn chung qua kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp và địa phương đều đạt các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ như có lập phương án quyết định thành lập đội phòng chống cháy nổ có bình chữa cháy niêm yết nội quy tiêu lệnh phòng chống cháy nổ theo quy định hồ sơ sổ sách đảm bảo đầy đủ ngăn nắp nguồn nước hệ thống điện luôn đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy sau buổi làm việc cũng như qua công tác kiểm tra thực tế đoàn cũng lưu ý một số vấn đề như cần tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy theo định kỳ mỗi năm một lần, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy trong cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân. Thiết Thưa chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, huyện Mộc Quả tổ chức trao quân khởi động tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường tại khu dân cư ấp 3 xã Tân Lập. Đã có trên 70 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan chi đoàn và các xã trên địa bàn huyện, ngay sau buổi lễ, các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, xóa bỏ các hình thức quảng cáo, trao giặt sai quy định, vệ sinh các điểm tập kết rác tự phát tại các tuyến đường quanh khu vực chợ và khu dân cư xã Tân Lập. Dịp này, đại diện quyền đoàn Mộc Quá cũng đã đến thăm tặng quà cho hai em Phạm Thị Mỹ Phượng, học sinh lớp 5A1 và em Phạm Văn Đạo, học sinh lớp 3A2 cùng ngụ ấp 5 xã Tân Lập đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Tám. Tổng số tiền 600.000 đồng đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục cho thanh niên về ý thức xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao vai trò của tuổi trẻ, huyện nhà trong chung tay xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan, cầm tuyến dân cư, tạo không khí sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Quyện Cho Thành tổ chức triển khai và tập quấn về công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Chi cục thống kê quyện đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị tìm hiểu, thực hiện việc ghi chép đầy đủ các biểu mẫu, các phiếu thu thập thông tin như bản kê hộ điều tra toàn bộ khu vực nông thôn, bản kê hộ có tham gia hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản khu vực thành thị, bản kê hộ điều tra mẫu, bản kê trang trại, báo cáo số hộ và số địa bàn, đơn vị, danh sách địa bàn điều tra toàn bộ của xã, phường, thị trấn. Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, các biểu mẫu, bản kê, báo cáo tổng hợp trong tổng điều tra, phải ghi chép chính xác, không bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng về đơn vị điều tra, theo các tiêu chí đã nêu tại biểu mẫu quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương, việc lập các bản kê báo cáo đúng thời gian quy định, nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở để đảng và nhà nước ta xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Sau khi triển khai và tập quấn, hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu, quyện tập trung tuyên truyền để cán bộ và người dân có thêm thông tin về cuộc tổng điều tra, có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia công tác này. toàn quyện phấn đấu hoàn thành công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. do đặc thù công việc dễ xảy ra tai nạn lao động, thời gian qua công ty điện lực huyện bến lức luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là công tác giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức ngành điện. hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2016. Điện lực quyền tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt hoạt động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Theo đó, Điện lực Bến Lức tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, chú trọng công tác huấn luyện tuyên truyền giáo dục sát hạch định kỳ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đột xuất hiện trường làm việc của người lao động nhằm uống nắng, nhắc nhở kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy trình, quy định kỹ thuật an toàn. Năm qua, công ty điện lực Bến Lức đã kiểm tra hiện trường và công tác quản lý kỹ thuật an toàn điện được trên 80 lượt. Qua kiểm tra, việc chấp hành và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở các đơn vị thực hiện tương đối tốt. Các sai sót đều được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Tại ấp đình xã Tân Chánh, huyện Cần Đức, Ban Quản lý Di tích Lịch sử văn hóa Đình Tân Chánh và Lăng Mộ Nguyễn Khắc Tuấn cùng Ban Hội Hương Đình Tân Chánh tổ chức lễ cúng kỳ yên Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An, lãnh đạo huyện Cần Đức và xã Tân Chánh, ban hội hương các đình trong và ngoài tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo nhân dân địa phương dự lễ. Đình Tân Chánh không chỉ thờ bổn cảnh thần quan mà đình còn là nơi thờ ông Nguyễn Khắc Tuấn, sinh năm 1767, mất năm 1823, là người làng Tân Chánh đã có nhiều công lao đối với đất nước và khi mất đi được nhân dân tôn kính như một chư thần. Hiện nay, đình Tân Chánh còn đang lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có sắc phong của vua Minh Mạng năm thứ tư 1823 tặng thưởng công lao cho Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn, người đã có công lao đối với triều đình lúc bấy giờ, và khoảng 170 trang văn bản cổ về nội dung có liên quan đến lịch sử văn hóa của vùng đất Tân Chánh và quyện Cần Đức trong quá trình khai phá. Đình Tân Chánh và Lăng Mộ Nguyễn Khắc Tuấn có giá trị niên đại lịch sử văn hóa kiến trúc và được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012. Lễ Kỳ Yên được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ đến những người có công khai quang, mở cõi và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió quà, qua đó phát huy truyền thống yêu nước giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội đồng đội và phòng giáo dục quyền Đức Huệ đã phối hợp tổ chức hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, khó tiểu học năm học 2015-2016 tham gia hội thi gồm tất cả các liên đội của các trường tiểu học trong toàn quyền. Mỗi liên đội dự thi thành lập một đội nghi thức mẫu gồm 21 đội viên bao gồm cả đội cờ, trống và chỉ huy đội. Phần thi của mỗi đội là thực hiện lễ chiếu hành chào cờ hát quốc ca, đội ca, hô đáp khẩu hiệu, đánh ba bài trống quy định và các động tác giới cờ. Sau đó tiến hành bốc thăm chọn đề và thực hiện các động tác tại chỗ, di động, và đội hình đội ngũ theo yêu cầu của ban giám khảo. Về phần thi, chỉ quy đội giỏi, chỉ quy đội thực hiện các kỹ năng thực hành nghi thức đội, ban giám khảo sẽ căn cứ vào quá trình chỉ quy thực hiện để chấm điểm. Thưa quý vị, khởi đầu cho chủ hoạt động thể thao nhằm thiết thực chào mừng 70 năm ngày thể thao Việt Nam. 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2016, giải du lịch cờ vua các nhóm tuổi do Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tân An phối hợp Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Tân An tổ chức đã thu hút đông đảo người dân, học sinh các trường học trên địa bàn tham gia. Giải đấu năm nay có hơn 336 vận động viên của 11 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Các vận động viên tranh tài sẽ thi đấu theo một nội dung ở các lứa tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ thi đấu theo hệ thụy sĩ điều chỉnh. Mỗi trận sẽ thi đấu có 5 gián. Đây có thể xem là sân chơi dành cho mọi đối tượng yêu thích các môn thể thao trí tuệ, bởi giải đấu có sự góp mặt đầy đủ các vận động viên trẻ cho đến những học sinh tiểu học mới tập tành làm quen với môn cờ vua. Theo ghi nhận của chúng tôi, đều tạo nên sức hút của giải đấu chính là sự tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia của các trường học. Em Đặng Thị Kim Nguyên, vận động viên trường Trung học phổ thông chuyên Long An cho biết. Khi em tham gia giải cờ vua học sinh do thành phố tổ chức thì em cảm thấy rất là phấn khích và vui sướng tại vì nó giúp cho chúng em thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng và em mong sau này thì thành phố sẽ tổ chức những cái giải như thế này nữa để tụi em học tập và vui chơi được bổ ích phát triển tư duy của mình hơn. Xin cảm ơn. Theo ban tổ chức giải, giải năm nay, nhiều đơn vị có sự đầu tư chuẩn bị tốt, trình làng những gương mặt mới có năng khiếu nên chất lượng giải đấu được nâng lên khá nhiều. Đến xem và cổ vũ con thi đấu cờ vua, chị Trần Thị Thước Mai, phụ huynh em Phạm Gia Phúc cho biết. Bé tham dự giải cờ vua cấp thành phố. Bé thi năm ván thì đạt được 4 tháng một hòa thì khi quá trình từ sáng cho tôi quan sát các cháu thi đấu thì tôi thấy là cái bộ môn này nó rất là hữu ích giúp cho các cháu phát triển trí tuệ mà còn giải trí được trong cái thời đại bây giờ thì các cháu nó tiếp nhận công nghệ thông tin thích chơi những cái môn như game rồi này kia thì nó tôi cảm thấy nó không có tốt cho các cháu lắm thì qua cái đợt thi cờ vua cấp thành phố này thì tôi thấy nó rất là thiết thực hữu ích cho các cháu tôi mong rằng là thành phố Tân An sẽ tổ chức nhiều nhiều giải cờ vua hơn nữa để cho các cháu được vừa giải trí vừa phát triển trí tuệ. Được biết kết thúc môn thi cờ vua bằng tổ chức trao 12 bộ quy chương và 100 giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Cùng với các môn thể thao khác, cờ vua được xem là môn thể thao trí tuệ số 1 giúp trẻ phát triển tư duy, rèn luyện trí thông minh và sự tập trung nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Giải đấu là một cuộc giao lưu lý thú, không nhằm để phân vị trí cao thấp không để tranh ngôi quán quân hay du địch, mà chủ yếu là để cho các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, gặp gỡ và so tài trong tinh thần đoàn kết, thân ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Ông Nguyễn Thành Long, giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tân An cho biết. À, giải cờ vua các lứa tuổi là giải truyền thống hàng năm. thì Năm nay à, Trung tâm cũng tiếp tục tổ chức giải à, có khoảng à, trên à, à, 300 em tham dự. Đây là một cái à, đánh giá cái phong trào à, cờ vua của thành phố Tân An hiện nay đang rất là phát triển do cái được sự quan tâm của các phụ huynh học sinh, quý thầy cô, nhất là ban giám hiệu à, các trường tạo điều kiện cho các em thi đấu. Do đó thì à, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động tài trợ và tổ chức nhiều cái giải hơn nữa để thúc đẩy cái phong trào cờ vua của thành phố Tân An ngày càng phát triển. Sau giải đấu, ban tổ chức có nhiều thời gian lựa chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển thành phố, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo các vận động viên chuẩn bị cho giải cờ vua của tỉnh sắp tới. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 20 năm và trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm cho thanh thiếu nhi Việt Nam dưới 35 tuổi, có thành tích và cống hiến xuất sắc nổi bật nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, điều hành doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trật tự, văn quán nghệ thuật thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện. Giải thưởng do Thường trực Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đề xuất và được Trung ương Đoàn đồng ý thực hiện từ năm 1996. Trung ương Đoàn cũng giao cho quỹ nhiệm vụ hàng năm tổ chức bình chọn và tôn vinh các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Tính cả các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015, vừa được bình chọn công bố tôn vinh trong lễ kỷ niệm 20 năm giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tổ chức ngày 21 tháng 3 tới đây. Trong 20 năm qua, giải thưởng đã tôn vinh 200 cá nhân trẻ xuất sắc Bộ trưởng Y tế Mehmet Muezi Noglu cho biết có thêm 3 nạn nhân không qua khỏi, đưa số người chết trong vụ đánh bom xe ở trung tâm thủ đô Ankara lên 37 người, trong lúc 71 người bị thương được điều trị, với 15 người bị thương nặng. Theo Reuters, các quan chức an ninh hôm nay cho biết các bằng chứng thu được cho thấy một trong những thủ phạm đánh bom là một phụ nữ sinh năm 1992 tại thành phố Kajia, Đông Thổ Nhĩ Kỳ, đã gia nhập nhóm phiến quân Đảng Công dân Người Quốc trong năm 2013. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.